Phát biểu kết luận phiên họp về các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá tình hình dịch bệnh vẫn hết sức phức tạp và có nơi nghiêm trọng, do đó cần tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc. Đây là ưu tiên số 1 trên phạm vi cả nước trong lúc này, huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch. Thủ tướng lưu ý, khi quyết định thực hiện giãn cách xã hội thì phải thực hiện nghiêm túc, thực chất, đúng tinh thần, ai ở đâu ở đó, tranh thủ thời gian vàng giãn cách để kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất có thể, không để lây lan rộng. Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết số 90 về mua bổ sung vaccine phòng COVID-19 của Pfizer. Theo đó, Thủ tướng đồng ý cho phép áp dụng hình thức chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt tại Điều 26 luật đấu thầu để mua thêm gần 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer. Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố chính thức tiếp tục giãn cách theo chỉ thị 16 thêm một tháng nữa tới ngày 15 tháng 9. Mục tiêu kéo giảm ca tử vong, mở rộng vùng xanh, kiểm soát dịch 7 quận huyện trước ngày 31 tháng 8 và tiêm vaccine cho tất cả người trên 18 tuổi. Sau khi thông tin tiếp tục giãn cách này được công bố, đã có hàng ngàn người dân lên đường về quê bằng xe gắn máy, khiến giao thông tại một số khu vực cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng ùn tắc, kèm theo đó là nguy cơ lây lan dịch bệnh khi tập trung đông người. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh, do dịch bệnh vẫn diễn biến rất phức tạp, hàng loạt địa phương phía Nam cũng công bố kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16 thay vì kết thúc ngày 15 tháng 8. Đó là tỉnh Bình Dương, Phú Yên, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp, Đồng Nai. Bình Dương hiện đang là địa phương có ca mắc COVID-19 cao thứ hai của cả nước. Hôm qua, tỉnh tiếp tục đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến Ngô Quyền với quy mô 500 giường để thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, đồng thời sẵn sàng chia lửa cho vùng đỏ trên địa bàn. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 5 bệnh viện dã chiến khác và 16 khu điều trị với năng lực là 17.240 giường. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong 2.000 người Ninh Thuận từ Đồng Nai về quê tránh dịch vào ngày 31 tháng 7, có tới 400 người nhiễm COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã gửi công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai quan tâm tuyên truyền, vận động người dân Ninh Thuận an tâm ở lại, chấp hành các quy định phòng chống dịch, có biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt và có biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế cho người dân Ninh Thuận có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để người dân an tâm ai ở đâu ở đó. Bắt đầu từ 8 giờ sáng nay, thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện biện pháp dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn trong vòng 7 ngày, thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu ở đó, người dân không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà. Cùng với đó, cơ quan công sở, đơn vị giảm tối đa số người làm việc tại trụ sở, chỉ cử người ở lại làm những công việc thật sự cần thiết, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Trong thời gian 7 ngày áp dụng biện pháp nêu trên, Sở Y tế xây dựng và triển khai kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng, có độ bao phủ toàn thành phố để tìm và nhanh chóng đưa các bệnh nhân nhiễm COVID-19 ra khỏi cộng đồng. Trên thực tế, nhiều người còn lúng túng khi khai báo di biến động dân cư trên website do Bộ Công an vận hành dẫn đến tình trạng ùn ứ, bất cập. Đại diện Cục Quản lý Cảnh sát Hành chính về Trật tự xã hội cho biết có nhiều phần mềm khai báo y tế nên người dân dùng phần mềm nào cũng được. Tuy nhiên, C06 khuyến khích khai báo bằng hệ thống của Bộ Công an bởi đã được tích hợp đầy đủ thông tin về dữ liệu dân cư ở đây. Để tránh ùn ứ tại các chốt kiểm dịch như những ngày qua, C06 khuyên công dân nên khai báo trên hệ thống trước khi di chuyển ra đường. Hà Nội sẽ ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 32.000 lao động của 68 doanh nghiệp tại 18 quận huyện, thị xã. Tính đến nay, Hà Nội đã tiêm được cho hơn 1,4 triệu người dân thủ đô, chiếm tỷ lệ 17,7% dân số.